Sống của người vùng cao là thế đó các bạn ạ. Cuộc sống săn bắt hàng ngày của mình đó, đây là núi rất là cao nha. Đây chúng một con gì ở đây. Đây chú bẫy mình đặt ở kia đấy. Chúng nó bới hết rồi đây. Đây chúng một con rúi. Đây mình sẽ quay cho anh em xem. Đây rúi đây. 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 Đây con rúi đây đây. Chúng nó đào đất vào đây. Đây. Lại rúi rừng này. Đó con này nó đào đất rất ác luôn. Nó hay ăn rễ cây. Ôi trời. Em này cũng không có bự to mấy, này tầm khoảng độ một ký hả, hơn ký gì đấy. Đó, mình sẽ cho em này vào trong bao tải mang về để nó hóa duyên cho em này, mình sẽ mang về làm một món thịt rúi. Đây chúng vào chân trước. Đó bộ răng nó rất là sắc luôn. Bây giờ mình sẽ đi xem tiếp những cái bẫy khác xem có trúng nữa không. Đây trúng rồi các bạn ơi, nhưng mà không nhìn thấy con ở đâu. Đấy, không biết trúng con gì đây. Đấy của mình để dưới hào đây. Đây hào rất là sâu. Đây bây giờ mình sẽ lần theo dấu vết theo hào kiếm. Đây phát hiện dấu vết đây. Dấu vết đi đến đây và đang cắn. Đây rồi, đây đây các bạn ơi, đây. Đây. Một con chồn. Đây. Đây hôm nay trời cũng mưa. Dính bị trúng bẫy ở tận dưới kia lên, lôi mái theo hào lên. Đây hào đi rất xa luôn, lôi lên đến đây là trúng tiếp một cái nữa. Đây hai cái liền thì mới không đi được nữa. Đây
Đấy, xem có trúng hai chân không hay là như thế nào. Đây, một cái nữa là mình buộc ở đây. Đây, một cái bẫy nữa là mình đặt ở đây. Đây, đây, đó, đây, dây buộc đây. Đây, dây đây. Đây, trời ở trong rừng là dưới hào này nó nhìn rất là tối. Thế là hôm nay mình đã đi thăm bẫy được một con ví và một con trồn bạc má. Nên nếu mình sẽ trồng này các bạn xem. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hôm nay mình đã đi thăm bẫy của mình và đã trúng một con trồn và một con rúi. Trồn thì người ta nói là trồn mùi hôi nhưng mà mình thấy mùi cũng rất là thơm. Mày ăn thịt cũng ok lắm đấy. Đây, con rúi nữa. Đấy, hôm nay mấy anh em mình nhậu có mồi nhậu tê ca rồi. Đấy. Anh em nào mà chưa được ăn thịt rúi hoặc ăn thịt trồn thì muốn biết cách chế biến hãy để lại comment nha. Mình sẽ chế biến những món thịt rúi, thịt trồn rất là ngon cho các bạn cùng thưởng thức. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận những video mới nhất nha. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.